long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 193 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2024. Từ thuở ấy đất nước còn điêu tàn, nhân dân bị xéo dày trong tù đầy trong ngục tối. Ngày và đêm trên đôi vai chiếu xiềng gông, đời như chẳng còn nguồn sống, tàn lụi dần xuống. Người đồng chí từ trong lớp thơ thuyền đi theo đảng theo dân, một tuổi xuân anh dâng cho mọi người, mong đôi lấy cuộc đời mơ trong vạn tấm lòng. Rồi từ ấy xóm vắng và quê nghèo đêm đêm lặng đi về, trong lòng người gieo hạt giống nguồn ngút cháy trong bao tim của người dân. Từ lâu oán thù trồng chất ngọn lửa hơn uất, cùng toàn dân thu anh dẫn đầu tiên phong, dành cuộc sống trong tay lũ bao cường, về với lớp thờ thuyền với dân cày bôi.